Nghe tin là chồng của cháu Mỹ, một cô 6 tuổi, chồng đã về đến đây rồi. Ê, chồng hôm nay là nghe tin là chồng về buổi sáng. Đưa lấy của về em ơi. Và lấy quần về anh ạ. À, nặng không? Dạ, vẫn có ạ. Có à? Vất vả quá nhỉ. Thế sáng nay mới về à? Vâng, chưa nào tôi về. Chưa nay vừa về á? Vâng. À. Ôi, củ tươi này nặng lắm. Vâng. Ừ. Thế là đi chợ củ cũng khá xa đấy nhỉ? Vâng ạ. À. Được cái là chồng em Mỹ nó tiếng phổ thông rất là tốt các bác ạ. Ô, dài đấy. Này dài 4 mét. Thế là hôm nay là giúp vợ được chặt được hai bó rồi à? Vâng, chúng ta vừa về không thấy một bố củ nào em vừa mới trả ấy. À. Em bao nhiêu tuổi thì bố mẹ mất hết rồi? Từ lúc bố mẹ em mất thì em cũng không biết gì, em 6 tuổi ở bản này thôi. À, lúc mẹ mất là em chỉ với bé bằng cháu này thôi. Vâng. À, thế mẹ mất là mình cũng không biết là mẹ mất à? Dạ, không biết gì ạ. À, thế là bố mất trước mẹ hay là mẹ mất trước bố? Dạ, mẹ mất chết rồi. À, mẹ mất trước bố à? Vâng. À, tại là anh em Mỹ Linh tiếp tục đi vào cho món quà của cô Trang Anh ở Hải Phòng, có gửi cho Mỹ Linh để hôm nay là Mỹ Linh tiếp tục đi vào gửi món quà của cô của chị Trang Anh Hải Phòng, gửi cho đứa cháu mồ côi từ nhỏ lúc 6 tuổi đấy, là tiếp tục Mỹ Linh sẽ vào cho món quà của cô Trang Anh, cô Trang Anh. Đấy, tiếp tục à, Mỹ Linh đang trên con đường đi vào nhà cháu Mỹ mồ côi từ lúc 6 tuổi. Đấy, là sẽ cho một thùng quà của cô chị Trang Anh ở Hải Phòng. Đây là cứ gửi cho cháu Mỹ mồ côi lúc 6 tuổi là một bao quà rất là to. Đấy là hôm qua thì Mỹ Linh mới nhận được, cho nên là hôm nay Mỹ Linh tiếp tục đi vào để gửi cho cháu Mỹ hay mẹ con. Cháu Mỹ thì cũng mới lấy chồng, thế thì cũng có một đứa bé nữa rồi, được 6 tháng rồi đấy, còn 3 tháng nữa thì chắc là cháu cũng nghỉ đẻ đấy, còn gia đình thì cũng rất là hoàn cảnh và đặc biệt rất khó khăn đấy. Còn chồng thì các bác cũng biết rồi, trước Mỹ Linh cũng hay nói là chồng thì cũng là con mồ côi đấy, một cô mẹ từ nhỏ đấy, ở với anh trai thôi. Anh trai thì cũng lấy vợ có con rồi. Đấy thì hiện tại thì em cũng đã lấy vợ, đó là cháu Mỹ. Đấy, mồ côi. Thế cả hai vợ chồng đều là con mồ côi hết. Đấy, tìm hiểu nhau và đã đến với nhau và đã lấy nhau rồi. Thì hiện tại thì hai anh em tiếp tục đồng hành lên nhà cháu Mỹ trên kia các bác nhá. Đấy, trên kia chỉ có ba ngôi nhà thôi. Sống ở trên kia rất là cao. Mà mùa đông tới này sẽ rất là lạnh, phải nói là cực lạnh luôn. Trên này thì rất là gần chân núi các bác ạ. Ở trên kia là những cái cây to nhất, ở trên kia là những cái cây đấy là gọi là cây nghiếng, cây cổ, có từ đời mấy trăm năm về trước rồi. Hiện tại mấy cái cây nghiếng to to trên kia thì vẫn còn hết. Đấy, trên này thì còn một cây nữa. Đấy. Còn cái chỗ đường, cái khe đi này thì rất là khó đi. Đấy, phải đi nghiêng thì mới vào được các bác ạ. Đấy. Nó bọc đồ mà hết thấp thì cái khe này rất là nhỏ. Thế mà lối đi thì cũng rất khó. Chỗ này mà cháu Mỹ cũng hay đi lấy nước ở những cái đoạn đường như thế này, sẽ lấy ở dưới kia lên. Đấy. Bụng thì cũng có một đứa cháu ở đằng trước, một đứa cháu đằng sau nữa. Cho nên là rất là vất vả cho cháu một khôi này. Đoạn này thì cũng nhiều dốc cũng rất là vất. Rất là mệt các bác ạ. Nhiều dốc từ dưới lên mệt quá. Toàn đá là đá. Các bác dưới xuống mà lên đây đi không quen thì con đường này rất là khó đi các bác ạ. Qua một hồi thì anh em cũng sẽ gần đến nhà cháu Mỹ rồi. Không biết hai mẹ con đang làm gì ở kia. Ơi,
Nước chết rồi. Ừ. Bạn xin chào nhá. Không có bim bim mà lại cầm dây dầu gội ha. À, đây là cháu con anh trai hả em? À, đây là cháu con anh trai. Này, chú cho sữa với bim bim này. Đấy. Đấy, biết cầm là tốt rồi. Đấy, cầm là tốt rồi. Ừ. Mệt quá em ạ, liều dốc hay vất. Mẹ nó. Uống nước lá. Em để trên ghế kìa. Đây ghế đấy. Đặt lên ghế đấy. Ở đây đây nước đấy. Ừ, đấy uống nước đấy. Nước này sạch mà. Nước này mát hơn cả sạch như nước lọc ở nhà luôn. Sạch như nước lọc ở máy lọc luôn. Nước nguồn. Sạch như nước nguồn đấy. Qua ra đây uống xem à, xem ngon không? Ủa, ngon cả đường. Ngon hơn cả đường nhá. Đi một đoạn đường thì liêu trèo dốc thì cũng hay vớt cho em nên là em khát nước. Thế thì là uống nước lá thôi các bác ạ, không có nước sốt. Nghe tin là chồng của cháu Mỹ một cô 6 tuổi. Chồng cũng đã về đến đây rồi. Đấy, chồng hôm nay là nghe tin là chồng về buổi sáng. Đây, lấy củ về em ơi. À, nặng không? Dạ, vẫn có ạ. Vẫn có à? Ừ. Vất vả quá nhỉ. Thế sáng nay mới về à? Vâng, chưa nay vừa mới về. Chưa nay vừa về á? Vâng. À. Ôi, củ tươi này nặng lắm. Vâng. Ừ. Thế là đi chặt củ cũng khá xa đấy nhỉ? Vâng ạ. À. Được cái là chồng em Mỹ nó tiếng phổ thông rất là tốt các bác ạ. Ô, dài đấy. Này dài 4 mét à. Thế là hôm nay là giúp vợ được chặt được hai bó rồi à? Vâng, chúng ta vừa về không thấy một bó củ nào em vừa mới trả. À, thế là biết vợ sắp đẻ rồi cho nên là không phải về để giúp vợ lấy củi. Để lúc đẻ có cái củ để đun nhỉ? Vâng ạ, à. Khi nào vợ về, ở nhà thì mới được đun. Ừ, đúng rồi. Thế là hôm nay, mấy hôm anh bảo anh không để ý thế nhà em không có điện à? Dạ, vâng ạ. À. Vì một nhà thế này thì... Tiếu điện về nó đắt lắm ạ. Tiếu điện về đắt lắm á? Mười mấy triệu. À, mười mấy triệu cơ à? Vậy bây giờ Linh mới để ý là trong nhà là không có điện các bác ạ. Ở ngoài kia thì Linh cũng thấy có cổ điện ở ngoài kia. Nhưng mà nghĩ là nhà cháu có điện. Nhưng mà thực tế thì trên này là không thấy điện đâu các bác nhá. Đấy, chồng vừa nói là trong nhà là không có điện. Bởi vì là kéo ở ngoài kia về thì mất khoảng mười mấy triệu cơ. Đấy, cho nên là gia đình cũng không có điện. Hôm nay thì có một chị ở giữa Hải Phòng là có gửi một cái hộp quà cho vợ chồng em. Đấy là chị Trang Anh Hải Phòng nhé. Là có gửi cho hai vợ chồng một cái bao đồ ở đây. Đấy thì không biết đây là có những cái gì thì tí nữa sẽ lấy ra em nhé. Vâng ạ. Ừ. Thế cảm ơn các cô các chú nhiều nhé. Đấy là em có nói là rất cảm ơn chị Trang Anh là gửi một quà rất có ý nghĩa cho gia đình. Tôi rất cảm ơn chị Trang Anh. Trang Anh. Ừ, Trang Anh Hải Phòng. Ừ. Thế em đi làm dưới kia được nhiều tiền không? Dạ, thế làm không ạ. Đi làm công nhận thôi. Có lũ thì mưa lắm thì cũng nghỉ không được mấy thôi. À, lúc mưa là dưới kia mưa là không làm được tiền à? Vâng ạ. À, thế là đi từ ăn Tết xong đi từ lúc đấy đến giờ đấy. Vâng ạ. À, thế thì cũng khá là lâu rồi nhỉ. Vâng. Thế là đi là thêm có được triệu nào về không? Đúng. Dạ, đi vẫn tiêu vẫn gửi bè nữa là cũng không được mấy đâu. À, có không được mấy à? Vâng. À, thế thì cũng là rất là vất vả nhỉ. Vâng. Để cố gắng thôi. Anh thì hôm nay anh vào thì trước vào đây thì nghe tin là em cũng là một cô từ nhỏ à? Vâng ạ. À, thế em bao nhiêu tuổi thì bố mẹ mất hết rồi? Cái lúc bố mẹ em mất thì cậu không biết gì em 6 tuổi ở bàn này thôi. À, lúc mẹ mất là em chỉ với bé bằng cháu này thôi. Vâng. À, thế mẹ mất là mình cũng không biết là mẹ mất à? Dạ, không biết gì. À, thế là bố mất trước mẹ hay là mẹ mất trước bố? Dạ, mẹ mất trước ạ. À, mẹ mất trước bố à? Vâng. À, thế là hôm nọ anh vào thì thấy anh trai có kể là em thì bố mẹ cũng mất từ rất nhỏ.
cho nên là năm lúc thì cũng không biết là bố mẹ còn sống hay không. Đấy thì là nghe tin này em cũng là một cô mẹ từ nhỏ, cả bố nữa đúng không? Đúng rồi. À, thế là hôm nay là có cô Trang Anh gửi một quà cho hai vợ chồng. Ừ, em ạ, à, hai vợ chồng thử lấy lên giường để mình bắt đầu cởi ra xem là gửi những món quà gì nhé. Đấy là bọc nguyên tem. Đây là nguyên tem nguyên kiện. Đấy. Ừ, chắc là quần áo. Chắc anh Hải Phòng à? Ừ, chị Trang Anh Hải Phòng. Ừ, đấy. Em cho lên giường mình bóc ra xem. Ừ. Tại đang bóc thùng quà của chị Trang Anh. Đấy, gửi cho hai vợ chồng cháu rất 6 tuổi một côi đây. Đấy. Đang bóc đồ các bác nhé. Đấy, lấy sữa cháu uống đi em. Đấy, lấy sữa cho cháu uống. À, bim bim đó, cho cháu này một gói bim bim đó. Đây là cháu này là con anh trai các bác nhá. Đấy là hôm nay là anh đi vắng cho nên là cháu xuống đây chơi với chú. Đấy. Bác hỏi lấy gì đâu? Bim mút chưa? Không là cho lại cho vào cái lọ như trước à? À, cho vào cái lọ như trước. À. Đấy. À, đây là một cái chăn nhỉ? Hai cái chăn à? À. Đấy. Đây là chị Trang Anh là có gửi cho hai vợ chồng hai cái chăn mới các bác ạ. Chăn rất là mới, còn ở trong nguyên túi luôn. Đấy. Là biết là gia đình thì các bác cũng biết rồi, gia đình chỉ có một cái giường rất là nhỏ như thế này thôi. Mà cả ba mẹ con ngủ. Thế mà ngủ trên một tấm ván rộng 80 phân. À, dài thì khoảng 1m8 thôi. Đấy, rất là nhỏ. Đấy, cho nên là rất là mong một sự giúp đỡ của các bác Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình có một chiếc giường ngủ cho gia đình để đảm bảo sức khỏe với lại cuộc sống cho gia đình hay cháu một cô. Đấy, cho nên là cũng không có giường các bác ạ. Chỉ dùng những cái cây này gắt qua xong buộc cái dây thép này chỉ treo lên tường như này thôi. Đấy, mà những cái lỗ trong tường kia rất là to, rất là mùa đông thì sẽ rất là lạnh. Đấy, cho nên là rất là muốn ủng hộ được sự cô bác anh chị. Đấy, cho gia đình em em mì. Đấy, em nhỉ, em tên gì nhỉ? Dạ em tên là Trơ. Trơ à? Vâng. À, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay em 26 tuổi rồi. 26 tuổi rồi à? Vâng. À, đấy là 26 tuổi rồi. Cái này là Nga Lý. À, Nga Lý đấy là cái chị bán cửa hàng đấy. Đấy, đấy là cái chăn này còn mấy các bác nhá, còn nguyên tem nguyên đai hết. Đây là cứ gửi cho hai vợ chồng là một hai cái chăn. Đấy, bởi vì là các bác cũng nhìn tận mắt các bác cũng biết rồi. Đấy, hai vợ chồng chỉ có một cái chăn rất là mỏng này dày xuống cái tấm ván này để ngủ thôi. Đấy, tối chỉ sẽ lấy những cái này để đáp cho nên là sẽ rất là lạnh các bác ạ. Đấy, rất là cảm ơn chị Trang Anh đã gửi tới hai vợ chồng hai cái chăn. Đấy là hiện tại thì hai cháu cũng đỡ được phần nào về mùa đông rồi. Đấy, còn trên này thì hiện tại những cái lỗ nhà trên này rất là to mà mùa đông sẽ rất là lạnh nữa. Đấy, cho nên là rất là mong muốn được sự ủng hộ của các bác Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho gia đình hai cháu một cô như thế này. Đấy. Thế là thế em về thế là còn đi làm nữa không? Dạ bây giờ về là không đi rồi anh ạ. Về không đi à? Vâng. À, thế về thì vợ cũng sắp để rồi thì về thì chăm vợ thôi. Vâng. Đấy, năm lúc thì cũng phải ở nhà để năm lúc vợ như mà ốm đau như thế nào thì biết chăm sóc em ạ. Vâng, đúng rồi. Đấy. Thế là ở đây thì tối là không có điện. Tối không có điện thì nếu mà sau này mà vợ mà sinh em bé ra thì rất là vất vả đấy. Vâng, tôi là dùng đèn pin thôi anh ạ. À, dùng đèn pin à? Vâng. À, thế là dùng đèn pin thì cũng vất vả cho em đấy, vất vả lắm. Thế là kêu điện về không hỏi xem mất khoảng bao nhiêu tiền? À, hai anh ở trên này nó kêu điện, hai người chung thì nó mất 10 triệu. À, hai người chung là mất 10 triệu à? Vâng, thế của mình thì bây giờ là không biết là của mấy triệu như thế không? À, chắc là từ lúc trước là mỗi người là 10 triệu đúng không? Vâng, mỗi người 5 triệu. À, mỗi người 5 triệu. Vâng. À, lâu rồi. Vâng. Thì bây giờ thì chắc là giai điện cái gì thì cũng tăng giá lên giá thì chắc bây giờ đắt hơn nhỉ? Vâng ạ. À, bây giờ chắc phải lên tầm 10 triệu. Đấy, 10 triệu thì mới kéo giai điện từ ngoài đường kia về đây được các bác ạ. Bởi vì từ đây ra ngoài kia rất là xa. Đấy, xa khoảng 300-400 mét cơ.
300 mét mà để gọi các anh nhà điện ra lại kéo điện vào đây thì cũng phải mất tầm gần chục triệu. Đấy, cho nên là cũng rất là vất vả cho hai vợ chồng một cô như thế này. Đấy, rất là, nói chung là cái con số rất là, cũng rất là may mắn. Đấy, cho nên là cũng hai cháu toàn một cô cả mà đến với nhau. Đấy, thế ngày xưa lấy vợ ông ngoại có tiền thích cưới gì không? Dạ, cũng không anh. Không à? Vâng. À, toàn là hai vợ chồng mồ côi cho nên chắc là ông ngoại không lấy tiền nhỉ? Vâng ạ. À, đấy. Đấy là được như thế rồi, rất tốt rồi các bác ạ. Có những hộ gia đình mà có những ông mà anh mà không lấy được vợ, bởi vì bên nhà ngoại là thách cái tiền, thách cưới nó nhiều quá. À, mỗi một người lấy vợ ở trên này thì nó trị giá khoảng từ 5-60 triệu trở lên. Đấy, cho nên là không có tiền lấy vợ. Đấy, bò thì bây giờ cũng không có giá. Mà con bò to nhất ở chợ hiện tại chỉ là 30 triệu thôi. Đấy, người còn lên tận 50 đến 60. Đấy, người còn đắt hơn một con trâu bò nữa các bác ạ. Đấy, thế bóc với Bim nhà cháu ăn nhờ. Đấy, bóc với Bim ăn nhá. Thế là hai vợ chồng ăn chưa nấu cơm gì à? Dạ, chưa nấu gì. À, chưa nấu gì à? À, ăn cơm mày mấy này hay cơm gạo đấy? Ăn cơm gạo thôi. Cơm gạo thôi à? Vâng. À. Thế là không có mỡ xào rau gì ở đó. Vâng ạ. À, thế chỉ ăn muối với mì chính thôi. Vâng ạ. À, thế thì rất là hai vợ chồng chỉ ăn muối mì chính thôi các bác ạ. Đây là cơm gạo. Chả biết bên nồi này sẽ có những cái gì. À, đây là một nồi rau cải xanh. Đấy, hai vợ chồng thì các bác cũng biết rồi, rất là hoàn cảnh. Đấy, đây thì không có một cái chai mỡ nào cả, chai dầu để xào rau ăn. Đấy, nhà thì hiện tại thì những cái vách nữa, che chắn trên này thì cũng hỏng hết rồi. Đấy, cái này thì các bác có nhìn thấy rồi, mình sẽ không nói nhiều nữa. Thế là hai em ở đây cũng có cái sổ hộ cận nghèo đúng không? Vâng, có anh. À, có sổ cận nghèo nhỉ? À, thế là hai vợ chồng về đây sống được bao nhiêu năm rồi? Năm nay là được 3 năm rồi anh. 3 năm rồi à? Vâng. À, 3 năm rồi. 3 năm thế những cái chỗ này thấp thấp thế này là mưa là nước chảy vào trong nhà đấy. Vâng, nó mưa to thì nó là chảy vào trong nhà mà. À, mưa to là chảy vào trong nhà hết à? Vâng. À. Đấy, các bác cũng biết rồi, trong nhà thì thấp hơn ở bên ngoài. Cho nên là mưa to thì trên này cũng là rất là cao, cho nên là nước sẽ chảy từ trên núi xuống ở đây thì chắc chắn là sẽ bị ướt hết trong nhà rồi. Đấy. Thế là em thì cũng đi làm thì cũng không được tiền các bác ạ. Đấy, cho nên là cũng không có tiền để sửa lại căn nhà này nữa. Em không tham khảo họ hỏi xem trưởng xóm mà đây xem nhà mình có được hỗ trợ để làm nhà mới không? Là như trưởng xóm thì nó hỗ trợ được mấy anh kia rồi, của em thì không biết. À, thế là mấy anh kia thì được nhà rồi, em thì chưa biết nhỉ? Vâng ạ. À. Hiện tại thì nhà nước là cứ một năm thì là một xã thì chỉ là được ủng hộ một cái ngôi nhà là trị giá khoảng 44 triệu thôi. Vâng. 44 triệu thì xa như thế này nữa thì từ cái công vật liệu với lại công làm nhà thì chắc là chỉ đủ cái công làm nhà thôi. Còn gạch, tường, xi măng thì chắc là mình tự mua em nhỉ? Vâng ạ. Đấy là mình tự mua rồi. Đấy. Thế gia đình hôm mà anh vào thì thấy mới vợ ở nhà không thấy một con vật gì cả. Thế vợ chồng năm nay không dự định là sẽ nuôi con vật gì à? À, em đi làm rồi, nó bảo là nó có bò thế này thì nó không đi làm được thì không nuôi. À, thế là em đi làm với vợ ở nhà thì bây giờ lại có em bé như thế kia thì chắc là không nuôi được con vật gì đúng không? Vâng ạ. À, thế nếu như mà có tiền thì mua, em định mua con vật gì về nuôi? Dạ, nhưng mà có tiền thì mua có bò đấy, mình nuôi đấy. À, con bò nhỉ? Ừ, bò với lại một con, mua một đôi dê. Một đôi dê về để mình tới làm giống em ạ, làm kinh tế lên. Bởi vì ở trên này thì rất là nhiều núi các bác ạ. Đấy, cho nên là sẽ thả dê lên núi này thì sẽ đỡ vất vả về cái công việc gọi là mình đi cắt cỏ về. Đấy, còn bò thì mình cũng cắt cỏ trên này về. Bởi vì trên này đá là bò sẽ không liêu được các bác nhé. Đấy, cho nên là sẽ cắt cỏ về cho bò ăn. Trên này thì rất là thuận tiện về chăn dê các bác ạ. Đây, dê thì mình sẽ thả lên trên này thì sẽ ăn cỏ trên chân núi thì tối mình lại đi đuổi về. Đây, thì rất là dễ chăn thả. Đây, còn bò thì trên này đá rất là nhiều thì bò không thể liêu được lên, cho nên là mình cũng phải làm chuồng, mình đi cắt cỏ về cho bò ăn thôi. Đấy. Thế là hôm nay là hai vợ chồng đi... À, đây là hôm nay là vợ cho
Bạn đi nhặt được cái coco này về à? Vâng. À, được bó coco này về để tối còn biết nấu cơm. Củ tươi thì lại không có gì nấu cơm thì tối lại không có điện nữa, rất là tối. Thế là tối hai vợ chồng dùng đèn pin soi ra à? Vâng, dùng đèn pin soi ra thôi. À, đèn pin soi ra à? Vâng. À, đấy, điện thì rất là xa các bác ạ. Tới tận ngoài kia cơ. Tận ngoài kia để kéo về đến đây thì mất khá là nhiều tiền. Đấy, từ nhà anh về đến đây là mấy trăm mét đấy. Nên là anh nhà anh thì cũng phải kéo tí tận ngoài kia, mấy cái nhà ngoài kia về. Đấy thì mất khá nhiều tiền nữa. Thế hai vợ chồng khi nào mới làm nhà to lên đây? Cái này thì chưa biết anh ạ. Chưa biết à? Có tiền thì mới làm được, không có tiền thì... À... Nào có tiền thì mới làm anh. Không có tiền là không làm được đúng không? Vâng. À, cái tấm block kia sao tự dưng vỡ hết cái kia? Cái đấy là cái cú anh ạ. Cái cú à? Vâng, năm ngoái là cái cú là... Xin người ta cho này. À, đấy là cái hỏng của người ta đây, mình xin người ta cho mình về làm thôi đúng không? Vâng. À, cho nên là các bác cũng thấy rồi, tất cả từ cái mép bên này, mấy tấm bên này toàn lũ cú vỡ hết rồi. Thế là gia đình hai vợ chồng cũng khó khăn, cho nên là cũng xin vài tấm lũ hỏng của một số nhà khác về để lấp cái chỗ trống bên kia, đỡ che nắng che mưa thôi. Nên cho nên là cũng rất là thương hoàn cảnh gia đình em Mì với em Trơ ở đây. Đấy. Thế hai vợ chồng là kém nhau bao nhiêu tuổi đấy? Dạ, được 2 năm rồi. Lấy nhau 2 năm rồi đúng không? Thế vợ nhiều hơn tuổi em hay là em nhiều tuổi hơn? Em nhiều tuổi hơn vợ. À, nhiều tuổi hơn vợ à? Vâng. À, tức là vợ trẻ hơn mình đúng không? Vâng. À. Cười à, hôm nay bố vẻ vui thế nhỉ? Bảo mẹ lấy sữa uống đi. Lấy này chú mua sữa vào rồi đấy nha. Không ốm đau này là tốt rồi. Đấy, thường chú hay đi một số xóm xá là các cháu mùa này là thời tiết thay đổi là sợ mỗi ốm đau thôi. Hiện tại ngoài bệnh viện đấy, chập hết rồi đấy. Không ốm đau là rất tốt rồi. Chú mừng rồi. Lại thích ra sờ điện thoại của chú à. Đấy nha. Trời ơi, nào lên lớn vào bố mua cho con một cái nhé. Đấy, đấy, đi sờ điện thoại thấy là lạ. Đấy. Rồi, xin chú xin chào các con nhé. Xin chào hai vợ chồng nhé. Ừ, xin chào xong là hôm nào có cái cô bác gì gửi gì vào thì anh sẽ mang vào cho anh em nhé. Ừ. Em ơi, về đi em ơi. Không sờ điện thoại không nghe à? Nha, cho sờ tí. Đấy, 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 đấy. Cho sờ tí, đỡ khóc nhẹ. Đấy. Nhà thì hai cháu cũng rất hoàn cảnh các bác ạ. Cho nên rất là mong muốn được sự các bác giúp đỡ cho hai cháu một cái căn nhà. Gọi là trình tường gạch. Đấy thì cho nó chắc chắn. Bởi vì ở đây thì đá rất là nhiều. Cho nên là những cái nền này mình sẽ đập đá về giải xong là mình sẽ đổ xi măng bột đá vào các bác ạ, thì nền nhà mới bằng phẳng được. Đây, ngôi nhà của hai cháu cũng rất là nhỏ thôi. Đấy. Rất là mong muốn được sự giúp đỡ của các bác. Thôi nhá. Ừ, xin chào hai em nhá. Bye bye nhá. Bye bye cháu nhá. Bye bye ba mẹ con nhá. Ừ, bye bye nhá. Xin chào. Ừ, mình ra về nhá. Ừ, hello. Ừ, hello mẹ. Ừ. Anh em con vừa gửi món quà của chị Trang Anh Hải Phòng xong cho hai cháu một cô rồi các bác ạ. Anh em tiếp tục sẽ ra về. Hiện tại thì cũng là khá muộn rồi. Cũng là 5 giờ chiều rồi các bác ạ, tức là 17 giờ. Đấy, cho nên là anh em cũng phải về đến nhà chắc là tối đấy. Từ đây về đến nhà còn khoảng hơn 30 cây nữa. Cho nên là chắc là trời sẽ tối, chắc là 8 giờ mới về nha. Vì đường mới bây giờ mới đang làm nên rất là khó đi các bác ạ. Vừa bụi xong lại đá vừa to nữa, cho nên là đi sẽ rất là vất vả. Cho nên là đường đi cũng vất vả, cho nên là Mỹ Linh cũng xin tạm dừng kết thúc video các bác ạ. Bởi vì những cái đoạn đường như thế này thì cầm điện thoại thì rất là rung, rất là lag màn hình, cho nên là các bác cũng không xem được những cái thước phim hay. Cho nên là Mỹ Linh sẽ xin tạm dừng kết thúc tại đây nhé. Hẹn cô bác anh chị các tập video tiếp theo.